Theo giới phân tích, việc gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine và đặt cược quá lớn vào cuộc phản công của nước này có thể khiến Mỹ đối mặt với nhiều rủi ro. Tổng hợp những thông tin nóng hổi nhất trong dòng chảy tin tức quốc tế, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube Tin Tức Việt. Và sau đây sẽ là nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Rủi ro với Mỹ khi đặt cược lớn vào cuộc phản công của Ukraine. NATO chưa bao giờ đối đầu với đối thủ mạnh như Nga. Ông Medvedev khẳng định Nga đủ mạnh để đặt mọi mục tiêu quân sự ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố rằng sự hỗ trợ mà Washington dành cho Ukraine sẽ không dao động trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang khi Ukraine phản công. Nhưng những báo cáo về tốc độ phản công chậm chạp của Ukraine thời gian gần đây đã nêu bật về cái giá mà nước này phải trả trong các cuộc giao tranh cũng như rủi ro với Mỹ và đặt câu hỏi về hiệu quả hỗ trợ của Washington. New York Times tuần trước đưa tin, các lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine do phương Tây đào tạo đã không đạt được bất cứ bước tiến sâu rộng nào do hỏa lực pháo binh của Nga. CNN nêu bật những thách thức mà Kyiv phải đối mặt trong việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga. Còn Politico cho biết các quan chức Mỹ dự đoán cuộc phản công sẽ kéo dài ít nhất qua mùa thu và có thể bước sang mùa đông tới. Theo phân tích của thời báo Phố Wall, các quan chức quân sự phương Tây biết rõ các binh sĩ Ukraine không có nhiều thời gian đào tạo hoặc trang bị vũ khí đầy đủ, thiếu từ đạn pháo đến máy bay chiến đấu để đánh bật lực lượng Nga. Nhưng họ vẫn hy vọng sự quyết tâm sẽ giúp Ukraine thành công. Ông Daniel Davis, thành viên cấp cao của Trung tâm Phân tích Chiến lược Defense Priorities và là cựu trung tá trong quân đội Mỹ, lưu ý. Lầu Năm Góc và Nhà Trắng biết rõ Ukraine khó giành được thắng lợi, song vẫn tạo điều kiện và hỗ trợ Kyiv tiến hành cuộc phản công. Điều này rất mạo hiểm. Nhiều quan chức Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng về chiến dịch phản công của Ukraine, cho rằng Kyiv đã quá dè dặt trong việc triển khai những đơn vị được huấn luyện và trang bị tốt nhất. Họ đã không tận dụng phù hợp sức mạnh chiến đấu mà họ có, một quan chức nhấn mạnh. Để cuộc phản công thành công, các lực lượng vũ trang Ukraine cần thời gian để làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Nga. Trong giai đoạn chiến sự ác liệt này, lực lượng phòng vệ Ukraine đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ số 1 là phá hủy tối đa nhân lực, thiết bị, phương tiện quân sự, kho nhiên liệu, sở chỉ huy, lực lượng pháo binh và lực lượng phòng không của quân đội Nga. Chúng tôi đang hành động từng bước một, ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết. Nhưng kế hoạch của Ukraine đòi hỏi Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm viện trợ quân sự. Một nhà ngoại giao ở Washington nói với The Wall Street Journal, câu trả lời thực sự sẽ là một cuộc tổng động viên trong ngành công nghiệp quốc phòng của phương Tây. Điều này sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng tới Ukraine rằng họ sẽ luôn có những vũ khí họ cần, đồng thời cũng là thông điệp cảnh báo mạnh mẽ đối với Nga. Một khía cạnh nổi bật trong cuộc xung đột kéo dài gần 18 tháng qua chính là những trận đấu pháo ác liệt giữa hai bên. Quân đội Ukraine đã sử dụng đạn pháo với tốc độ chóng mặt, cả trong hoạt động phòng thủ lẫn phản công. Các cuộc giao tranh không ngừng nghỉ đang làm cạn kiệt kho thiết bị và khí tài quân sự của Ukraine, khiến phương Tây lo ngại về nguồn dự trữ vũ khí của riêng họ. Để giảm bớt gánh nặng này, Washington đã tăng cường sản xuất các loại đạn pháo 155mm thông thường và có kế hoạch sản xuất thêm hàng trăm nghìn quả đạn mỗi năm, như một phần của nỗ lực hiện đại hóa và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng. Hiện Mỹ đang sản xuất tới 24.000 quả đạn pháo 155mm mỗi tháng, cao hơn nhiều so với mức trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, và con số này sẽ sớm tăng lên 28.000 quả mỗi tháng. Trợ lý Bộ trưởng Lục quân Mỹ phụ trách mua sắm vũ khí, hậu cần và công nghệ, ông Douglas Burt cho biết. Tuy nhiên, việc thúc đẩy sản xuất trong ngành công nghiệp quốc phòng không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Mỹ đã phải thiết lập các dây chuyền sản xuất mới để chế tạo vỏ đạn, đầu tư vào công nghệ đưa chất nổ vào bên trong vỏ đạn để chúng hoạt động hiệu quả. Quá trình này tốn rất nhiều kinh phí. Theo dữ liệu của Lầu Năm Góc, Mỹ đã cam kết hỗ trợ vũ khí và thiết bị cho Ukraine với tổng số tiền lên đến 43 tỷ USD kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022. Trong số này có 2 triệu viên đạn pháo 155mm và gần 200 khẩu pháo có thể được sử dụng để bắn các loại đạn đó. Nhưng một số chuyên gia cảnh báo, sự hỗ trợ ngày càng gia tăng của Mỹ và châu Âu có thể dẫn đến nguy cơ xung đột hạt nhân. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã khơi lại mối lo ngại này trong bài phát biểu vào hôm 30 tháng 7, khi tuyên bố Nga sẽ buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nhà phân tích Goldstein lưu ý, mối đe dọa hạt nhân đã được nhắc đến rất nhiều lần, nhưng chúng ta đã đánh giá thấp điều đó vì các lý do chính trị. Theo một số nhà quan sát, Mỹ có thể là nhân tố quan trọng giúp chấm dứt cuộc xung đột.
Thay vì tiếp tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ Ukraine tiến hành cuộc phản công, Washington có thể thúc đẩy các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột bằng những kênh ngoại giao cửa sau. Chuyên gia Daniel Davis nhấn mạnh, hành động phù hợp nhất với Ukraine hiện nay có lẽ là ngừng chiến dịch phản công, sử dụng phần còn lại của lực lượng tấn công để củng cố tuyến phòng thủ, đề phòng chiến dịch tấn công đáp trả của Nga, sau đó tìm kiếm lệnh ngừng bắn nhằm hạn chế tổn thất về người và của, cuối cùng là tìm lối thoát bằng đàm phán. Cùng chung quan điểm này, nhà phân tích Goldstein cho rằng, tôi chưa thấy những dấu hiệu cho thấy sẽ có sự thay đổi lớn về chính trị ở Moscow hay Kiev. Vì thế, một giải pháp ngừng xung đột giống như tình hình trên bán đảo Triều Tiên có thể là một kịch bản khả thi nhất. Trong lịch sử hoạt động của NATO, Nga đã trở thành đối thủ lớn nhất của liên minh quân sự. NATO chưa bao giờ phải đối mặt với một đối thủ mạnh như Nga. Tờ Newsweek nhận xét và lưu ý rằng những gì đang xảy ra hiện nay trên đường dây liên lạc không phù hợp với kế hoạch của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Các chuyên gia quân sự phương Tây đưa ra quan điểm lo ngại về nguy cơ thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine trước sự thống trị của hàng không quân sự Nga trên bầu trời. Trong khi đó, chính quyền Kiev có ý kiến khác về vấn đề này. Họ thậm chí không còn mơ về một chiến thắng quân sự trước Nga. Điều mà tối đa lực lượng vũ trang Ukraine muốn đạt được ít nhất là làm suy yếu quân đội Nga. Bây giờ họ không muốn nói về cách đột nhập sâu vào các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, khi nhấn mạnh rằng bước tiến của quân đội Ukraine bị cản trở bởi những bãi mìn dày đặc trong khu vực. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là ý kiến của những người lính bình thường thuộc lực lượng vũ trang Ukraine được ấn phẩm Newsweek trích dẫn. Họ có xu hướng liên kết tất cả những thất bại quân sự hiện tại với trình độ chưa đáp ứng đòi hỏi thực tế của những sĩ quan quân đội Ukraine, bất chấp thực tế là chính các chuyên gia NATO đã làm việc này. Chỉ huy không đủ năng lực, chiến thuật chiến đấu không được hình thành và huấn luyện kết hợp với vũ khí là không đủ. Chính vì vậy, đột phá qua tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga đối với binh sĩ Ukraine giờ đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Tờ Newsweek trích dẫn ý kiến của binh sĩ Ukraine. Thậm chí có nhận xét rằng Nga là đối thủ khó khăn hơn cả Liên Xô trước kia và NATO đang phải loay hoay tìm bước đi phù hợp nhất. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, Nga đủ sức mạnh để đạt được mọi mục tiêu trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, dù phải đối đầu gần như là trực diện với NATO. Toàn bộ hệ thống NATO gần như đang đối đầu trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi đủ mạnh để đạt mọi mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Medvedev viết trên Telegram. Ông Medvedev đề cập đến sự kiện năm 2008 khi Georgia với sự ủng hộ từ phương Tây tấn công Nam Ossetia, khiến tình hình khu vực biên giới Nga cũng bị ảnh hưởng. Nga đã mở chiến dịch can thiệp quân sự vào Georgia từ ngày 8 tháng 8 năm 2008 để bảo vệ dân thường. Trong cuộc xung đột vũ trang kéo dài 5 ngày, hơn 1.000 người trong đó có 72 lính Nga đã thiệt mạng. Giống như tháng 8 năm 2008, kẻ địch bị quét sạch và Nga đạt được hòa bình theo ý mình. Chiến thắng sẽ là của chúng ta, ông Medvedev cho biết thêm. Georgia là quốc gia từng thuộc Liên Xô tại khu vực Kakat, giáp với Nga ở phía Bắc. Sau chiến sự, Georgia chịu thiệt hại nặng nề về lực lượng và cơ sở hạ tầng quốc phòng. Nga công nhận nền độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia, hai vùng ly khai ở Georgia, song hầu hết cộng đồng quốc tế không coi là hợp pháp. Bình luận của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành đợt phản công kéo dài nhằm giành lại những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát tại nước này. Cuộc phản công của Kiev bắt đầu vào tháng 6 sau nhiều lần bị trì hoãn vì thiếu vũ khí phương Tây. Bất chấp việc Mỹ và đồng minh đã đổ hàng chục tỷ USD để cung cấp vũ khí và huấn luyện cho các binh sĩ Ukraine, Kiev vẫn đạt được rất ít bước tiến trong cuộc phản công. Nhiều đồng minh của Ukraine tỏ ra lo ngại về việc liệu các vũ khí hàng chục tỷ USD của Mỹ và châu Âu có khả năng giúp quân đội Kiev giành chiến thắng trong cuộc xung đột hay không. Giới chức Ukraine cho rằng kết quả không mấy khả quan của đợt tổng phản công này là do phương Tây đã không gửi hỗ trợ quân sự kịp thời. Theo họ, việc cung cấp vũ khí sớm hơn sẽ cho phép Kiev tiến hành chiến dịch trước khi quân đội Nga xây dựng tuyến phòng thủ. Đến đây, thời lượng của video cũng đã hết. Quỳnh Anh xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị và các bạn đã chọn nghe thông tin từ kênh Tin Tức Việt. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Mời quý vị chuyển sang các nội dung kế tiếp đang hiển thị ở trên màn hình.